mình hấp cho cánh gà này nó chín luôn nè, mình chiên cho nó chín á, rồi nó thấm gia vị nó mới ngon. Chứ mình chiên gì á là sợ nhiều khi nó không chín, nó lạc lẽo nữa. Giờ ủa em bỏ cho anh bỏ nguyên cái nồi vô hấp luôn á giờ. Ờ để nguyên thau vô hấp luôn. Sao? Đi chưa qua. Chơi gái luôn à, chơi hộp luôn à. Chơi hộp luôn, 5 ngàn, 5 ngàn, chắc rồi. Cái con này, con này cho. Bé đó một phần hả? Còn ai nữa không? Đi mua lên lấy 5 ngàn vậy chứ thật sự là mình bán hả? Thì bán còn như cho đó cả nhà. Nhưng mà cái hình thức mình cho là cho số lượng ít, nó duy trì hoài, chứ không phải là cho ngàn bữa. Dạ chưa chồng. Chứ mình bán cái này thật sự mình đâu có lời gì đâu. Dạ chồng mình làm khổ đâu có lời gì đâu. Xin chào cả nhà mình nha. Xin chào các cô chú, các anh chị thân mến. Hôm nay là vợ mình bán cái món gì, có món gì em? Anh biết món gì luôn. Có lẩu gì vậy? Món gì kỳ vậy? Cánh gà chiên xù. Mình xin chào cả nhà nha. Mình mua được ít cánh gà nè cả nhà. Mình về mình chiên xù. Khấu vô mắt hay gì mà mắt em đâu quá vậy? Quá trời khấu nha, củ này khấu quá. Củ dừa. Cánh gà này mình rửa sạch sẽ rồi nè. Rồi mình ướp gia vị vô, đặng mình đem đi hấp. Hấp ở đây mình hấp lá ổi cho nó thơm. Mình có khoai tây nè. Khoai tây hồi mình gọt ra mình sắc cộng dài dài á. Rồi mình chiên ăn cùng chung với cánh gà. Ở đây mình có bột chiên giòn với bột chiên xù nè. Hồi mình khoa bột lại. Hồi chồng đi mua hai bọc bột chiên giòn nữa đi chồng ơi, mới đủ. Để có bán không? Có. Hai bọc chiên giòn là bọc thứ nào, chiên thứ này phải không? Hai bọc. Xin mời cả nhà vô bếp mình nha. Bây giờ mình đi ướp gà, đặng mình đem đi hấp thôi. Hết Tết rồi mà mình sợ á, nhà còn bánh á, nên làm số ít à. Đặng mình bán cho có ngày. Vậy là bữa nay là vợ chồng mình bán cho mấy cháu là cánh gà chiên xù ăn kèm với khoai tây chiên. Thì mình cho chút tiêu vô nữa. Mình xóc lên, mình đãi đây cho nó tan gia vị ra rồi mình đem đi hấp. Mình hấp cho cánh gà này nó chín luôn, rồi mình chiên cho nó chín á, rồi nó thấm gia vị nó mới ngon. Chứ mình chiên gì á là sợ nhiều khi nó không chín, nó lạc lẽo nữa. Ủa em bỏ cho anh bỏ nguyên cái nồi vô hấp luôn á giờ. Để nguyên thau vô hấp luôn. Mình bắt cái nồi nước để sâu lên rồi mình bỏ vô mình hấp. Mình có một chén bột gạo nè. Bột gạo này mình ngâm cho nó mềm ra. Mình bỏ một ít bột nghệ vô. Đây nè. Chút xíu muối. Đường có 3 muỗng ăn canh. Cho bột chiên giòn vô một bịch. Mình ướp rồi mình hồng mình chiên khoai. Khoai bên này á mình cũng gọt vỏ rồi á, mình rửa sạch sẽ, mình sắc ra mình đẩy ra gỗ. Ăn hồi mình nhúng bột này mình đem đi chiên. Bột mình đẩy ra cho đều. Mình đãi tới 20 phút. Cái chảo mình chiên khoai luôn. Chảo mình cho dầu vô. Chiên khoai mình cho dầu hơi nhiều. Chiên khoai trước chiên gà sau em? Mình lấy một miếng khoai mình tẩm vô bột á, mình coi nó vừa chưa. Không vừa thì mình chỉnh bột lại. Giờ dầu cũng nóng rồi mình đổ vô mình chiên thử. Dầu khoai với cái màu nó cũng vừa ý mình rồi nè. Giờ mình cứ như vậy mình bỏ khoai vô mình chiên thôi. Cái gì? Miễn phí không? Cái này không miễn phí con ơi, hết tiền rồi, hết tiền miễn phí rồi. Còn về nhóc rồi kìa. Mà cháu nghe tin miễn phí chạy lại rồi đóng luôn mà không miễn phí đi về hết trơn. Không có ủng hộ đâu, lấy miễn phí không à. Bữa nay là không có miễn phí con ơi, bữa nay bán. Đó, thấy chưa, không ủng hộ.
Ủa, nó chạy vô mắt luôn. Ê, đúng rồi, có lượng 4.000 của Tú rồi. Không. Cháu nào ủng hộ thì ở lại, còn không ủng hộ thì đi về. Không có miễn phí mấy con ơi. Hết tiền rồi. 6 ngày mà miễn phí làm hả chú? Ờ, chú Kiệt hết tiền, cho nên chú Kiệt có tiền với miễn phí. Vậy thứ 6 buổi. Vậy thứ 6 buổi chiều hả? Không. Thì chuyện nào miễn phí chú Kiệt cho hay, chứ chú Kiệt không biết chuyện nào mà có tiền nữa nè. Chuyện nào chú Kiệt ảnh lương ra chú Kiệt miễn phí. Dạ con ơi, con qua mua nữa. À, mua đi chú Kiệt, cảm ơn rất là nhiều. Con sáng cấp 2.000 là đủ. Cứ 5.000 một phần, 5.000 mà tay chú cho hai loại luôn hả chú? Hai loại luôn. Bên này gà rán, phai tây chiên. Mua vậy? Hả? Tao đi lấy tiền ở ngoài đó. What? Đi lấy tiền từ nhà thôi. Biết. Đây là mối trung thành nè, à, bữa nào cũng lại đợi cho này các cô chú anh chị dễ thương. Đâu mà đại đại quá trời. Làm rất phiền. Tôi tưởng bạn tham lam chứ. Cháu lại một đống luôn, nhà nó bán chạy về hết trơn, còn mấy đứa lại mà. Khổ thiệt chứ, bán 5.000 mấy cũng không người nào mua nữa, hết thời rồi các cô chú anh chị ơi. Em ơi, lại một đống luôn. Cái nói bữa nay là chú Kiệt bán cho miễn phí, tại chú Kiệt hết tiền rồi. Quay, ê, nổ em, rồi ơi, em đi xa xa ra không được. Em xa xa cao được thì mấy cháu quẹo xe dễ chân rồi, còn mấy người ở đây à, còn mấy đứa, bốn đứa hay vậy, bốn đứa mà hai đứa có tiền, còn đứa kia không biết có tiền hay không. Thấy cũng tội nghiệp nhưng mà còn cho hoài tiền, đâu mà cho hoài. Mình bán cái này đã lỗ rồi, vì em kia nó vô đợi ha, kia vô có hả. Trai ơi, vô đây nè con. Vô đây nè, có nè. Mỗi phần chừng nào chú Kiệt có tiền chú Kiệt mới làm miễn phí tụi con được. Chứ làm miễn phí hoài chú Kiệt không có gạo ăn luôn á. Bạn này còn có 3.000. Rồi 3.000 bán con 3.000 luôn. Không có gì hết, bình thường. Nhưng mà phải mua bằng tiền mới được, nó mới có hiệu quả nha con nha. Dạ. Ừ. Còn bữa nào chú Kiệt nói cho thì cô Kiệt cho, chứ thông báo cho tụi con biết. Cho đều hết, ai cũng cho hết. Chú anh cầm trước đây, chú. Cầm tiền trước rồi. Rồi cầm tiền rồi, dán xe vô. Rồi cầm tiền trước nè chú, nè hai phần nè em. Con cháu nè. Còn mấy phần? Còn một phần. Phay tay với gà luôn nha. Dạ. Phay tay với gà luôn là một phần. Cầm cho chảo thì giờ bán cho mấy cháu. Bây giờ nhầm khi có số cô chú anh chị bình luận thì cũng đúng, nhưng mình cho hoài với cũng quen, cứ nghĩ là cho không, mà thực tế là đâu có tiền đâu mà mình cho hoài được cả nhà. Đôi khi cô bác ủng hộ, hoặc là đôi khi mình thấy lâu lâu gì đó rồi mình đậu sức làm những cái món, chứ mỗi ngày mình không khả năng đâu đó chú anh chị, mình đâu giàu có gì đâu. Đã bán mỗi ngày như vậy là đã lỗ rồi, cho không nữa là mệt lắm á. Tại vì mấy cháu nhiều khi còn nhỏ, mấy cháu không có hiểu, mình cũng không trách, nó kệ đi, mọi chuyện thì tùy duyên đi. Bé đó một phần hả? Còn ai nữa không? Đi mua lên lấy 5.000 vậy chứ thật sự là mình bán ha, thì bán còn như cho đó cả nhà, nhưng mà cái hình thức mình cho là cho số lượng ít, duy trì hoài,
chứ không phải là cho ngày ăn bữa. Dạ chưa chồng. Chứ mình bán cái này thật sự mình đâu có lời gì đâu. Dạ chồng, mình làm khổ luôn đâu có lời gì đâu. Mình cháu không có hiểu. Giờ lấy bọc bỏ vô cho nó mấy vàng, con mấy vàng. Đây nè nha. Gà phai luôn, hộp 5 ngàn gà rán nè, đó không? Quá trời rẻ luôn. Cánh gà chiên xù. Con một phần. Rồi. Rồi cho cháu này 2 phần, cháu riêng phần, cháu riêng phần 3 ngàn bán luôn. 3 ngàn bán luôn. Đây vay nè con. Rồi bà nghiệp với cháu không? Đó, cháu thầy dạy dễ thương. Nó không có nhiều nhưng mà làm cho cháu quen. Cái này bán nào cho nha mấy con nha. Chứ đừng có ngộ nhận là ngày nào chú Việt cũng cho hết trơn đó, là chú Việt còn bán ở nhà chú Việt luôn á. Nhà lá không mua đâu con. Nhà lá không mua ai mua đâu thôi. Nhà thường có còn mua nhà lá mà mua cho nó. Chào về coi kênh YouTube ủng hộ chú Việt nha. Dạ. Kênh Máy Lá Tình Quê nha, với tiếng là chưa nha. Rồi nhắn like, share thì tùm lum hết trơn làm đi. Dạ, tiếng rồi. Tiếng rồi con. Giỏi quá. Thấy mấy cháu đợi ngoài tụi nghiệp tưởng mình chưa dọn ra mình bán trong nhà luôn, thì nào mà chưa mà không có mấy cháu mình mới đem ra. Rồi gặp mấy bạn đó, đây có bán hay không? Đây có bán gà nha, cánh gà chiên nha, cánh gà chiên xù nha, khoai tây chiên bột. Ngày 2 tuần hả? 2 tuần. Ủa ăn gì nó qua đi chồng, không phải đâu. Nó chưa qua. Cây lấy luôn rồi, cây hộp luôn rồi. Cây hộp luôn, 5 ngàn, chắc lượng. Cái con này, con này cho. Mình còn 3 ngàn cho cháu rồi này. Nè, đâu rồi nè. Nè, đâu rồi nè. Nè, rồi. Chú, con đánh trước nha. Con hai thêm hai hoàng nữa. Con lấy ra cái được rồi, bỏ vô. Đâu hả? Đâu đây vậy? Cái cây này á là có phô mai lắc nữa. Mà cô mua không có. Không phô mai lắc nữa. Cho tụi con ăn vậy đi. Người ta bán trong bọc 1 ký không mà. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Ăn tương ớt rồi, xịt tương ớt thêm nha. Hai cô mới đi chấm lộn về nè. Đồ này chấm lộn, đồ này chấm lộn nè. Đồ tí thôi, phải đâu. Cảnh tết, ăn tết vui không con, ăn tết vui không? Vui. Chị qua ngay sinh nhật hả? Dạ. Chúc sinh nhật vui vẻ nha. Dạ. Chúc sinh nhật muộn. Này là cánh rà chiên giòn. Thơm dữ ăn với là khoai tây. Khoai tây chiên. Bữa nào khoai tây lắc phô mai cho mấy cháu em ơi. Mua khoai mai, không có bán bọc ấy chồng ơi. Bán ký 200 mấy. Sắp chăn có bán không? Không biết nữa, dạo đi nữa mua vô cho chăn mua đặng về lắc mấy cái khoai này ngon lắm. Ngày mai bán cái gì cô? Ngày mai hả? Ngày mai bán món đặc biệt. Mai không đứa nào hôm qua là mất phần ngon á. Quê con qua chứ. Chỉ 5 ngàn một phần á. Mới mua 5 phần được không? Trời ơi, 5 phần hả? Mua nhiêu cũng được. Mua nhiêu cũng được. Nói là 4 thôi. Lấy vị đi. Mẹ ăn 2 phần. Cha ăn 15 giờ 5 ngàn. Nãy mẹ con có qua vậy? Phải không? Mẹ con ấy nè. Không phải. Phải không? Phải hả? Chạy đi khác. Còn 5 phần nữa chồng ơi. Chạy chiếc xe con gà. Không biết rồi. Đây. Lấy được nữa hả? Rồi vậy là bao phần này để tân ớt rồi cái kia không để. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Chỉ có 5 ngàn một phần họ cho mấy cháu món lạ. Món lạ rất lạ luôn. Rồi hai đứa đợi cô một chút nha con. Chiên khoai rồi cô mới chiên cánh gà được. Từ giờ chiên lai gai bán hết trơn rồi. Không có cô nghỉ, Tết mà. Giờ Tết cô chú không có làm. Làm sợ ế ăn. Sắp qua đó qua. Định đi hả? Chắc tình hình này chắc mình bán trong nhà luôn hết dọn rồi vậy ha.
mấy cháu vô mua quá trời quá đất rồi nè. Ở cũng làm bán mãi chứ, nhiều khi ở sớm á. Ở sớm. Sớm không có vô. Bán đứa bé này tôi biết thôi. Nãy còn mua đi ra ngoài ngồi ăn ba bốn hàng ngoài. Chiên lửa không dám cao nè. Cái lưu riêu cho nó giòn. Lưu nó giòn, cái cao nó áp không ngon đâu. Mai mốt á, ai mẹ dạy chiên chắc chạy hấp hấp trước. Hấp à? Hấp trước, hấp cho nó vừa chín vậy đó. À. Chiên cho nó mau. Nhẹ lửa thôi. Ủa gà không bột nè. Đang á. Đang á cho nó giòn á. Mai hết rồi ha. Ừ thằng đó chồng ơi. Lông hai thằng rồi. Nhưng mà mấy cháu còn đợi miễn phí hoài, chắc cái này chết quá. À, ăn ngon ngày tối nay coi comment nha, ngon quá nha. Dạ. À. Tôi thở bấm phí rồi. Được rồi. Còn mấy chém lộn tao gì vì tao chém tao ta lắc mà. Đó, ở thằng nậu kìa. Bây giờ lấy xuống nha, lắc lên. Mấy cây chuối á, còn lấy chuối bẻ bông điên điển rồi đó, lấy mũ á, chét lên hết trơn à. Lấy cái chuối non á. Đó chú kia có bị rồi, chú kia làm hết trơn. Hết rồi. Hết một phải vậy? Còn nè. À, đúng rồi, vừa vừa. Đủ vừa, đủ vừa, đủ vừa, gì vừa chưa? Còn còn mấy phần nữa? Thì trắng mua đó gà. Còn 3 4 phần gì nữa. Còn 2 phần nữa. Rồi bữa nay bán ở đây luôn rồi, hết dọn ra. Còn 4 phần. Còn 4 phần hả? Bỏ bốn phần gà gạch chiên, gạch chiên này bán trong đây có một khỏe hơn ngoài trước. Bữa nay bán cũng mấy chục phần gà đó các cô chú anh chị. Mấy cháu tranh thủ vô mua, tại vì mình đem ra thì mình bán không có kịp đâu. Rồi sao mấy đứa cháu lại sao không có. Giờ đứa nào biết thì vô mua. Còn làm nhiều quá là không có nổi. Dữ rồi. Tăng công sức lên dữ rồi. Khách đợi quá đợi rồi. Tăng gì nó tắt ra chứ mà cơ mạnh nó cũng được kia có không kịp luôn, có hai lần không kịp luôn. Nhà con bằng lò ga phải không? Nó nói là đó giờ nó chưa hiểu cảm giác này. Hiểu hết chưa? Con này con ăn cơm nấu lò củi chưa? Rồi. Ăn rồi hả? Lúc à giờ là chưa biết, chưa ăn thì nữa qua đây ăn với chú Kiệt bữa cho biết. Ăn cơm nó lò củi. Ngon cơm nó gom đồ điện ha. Nóng quá, nóng quá đây. Nóng quá. Mồ hôi hả? Mồ hôi nóng quá. Mồ hôi thì dầu hết rồi. Rửa lên rồi. Em thúc lửa quá nó nám á, nó khét. Đừng thúc lửa quá, để từ từ. Nó không có gấp được. Quá sức tương tự hôm nay rồi. Ngon quá. Ngon quá cô hai ơi. Cô hai làm tóc hầm cho mấy cháu hai ơi. Ngon quá cho mình đó. Còn hai còn mấy phần nữa. Còn 4 phần của mình nữa. Gì vậy? Còn à. Rồi rồi đúng rồi. Đó là đủ đúng không? Còn mấy kia thì bán sao phải không?
rồi. Gà này cũng chín rồi không vậy? Chín rồi. Hà cá luôn. Ừ, cái này hai cục mà 5 bọt 5 ngàn quá rẻ. Đây đi rồi thấy rồi nè Di ơi. Di à, rồi nè con. Rồi con ơi, rồi bé Di Di giao hàng luôn. Di màu hồng 5 tấn con gửi tiền. Màu hồng 5 tấn, màu hồng 5 tấn. Màu hồng 5 tấn rồi tới đây phía phần này. Rồi chú Kiệt, chú Kiệt đồng ý rồi, cho nó chấp nhận rồi. Chấp nhận vô rồi. Rồi, giờ cho 4 phần nó được. Rồi, rồi, để cho làm liền cho. Lỡ rồi còn cục nữa. Cho ngủ đi, nó chảy nghe hộp á. Rồi, còn 4 phần nữa là hết chứ nhà ơi, 4 phần đấy con. Rồi, dọn luôn, dọn luôn, dọn luôn, bữa nay là dọn sạch sẽ luôn. Chưa, chút nữa đi con, chút nữa, cho nó dọn đi, cho nó dọn. Cái này được rồi em. Cái kia trả từ từ đi. Ở trong nhà nó khỏe, nó sao vậy ha. Mát khỏe ha. Nóng ngon. Nóng. Để coi lên đây là nóng không? Mấy đứa ăn đây vậy con. Ăn đây vậy, ăn đây ra ngồi đây. Ăn đây vậy. Ăn đây ngồi đây đi. Đang ăn đây hay nhà. Ăn đây hay vậy. Ăn đây vô đó ngồi đi. Rồi. Ăn được hết rồi. Em đưa cho em ăn cho con. Rồi ăn đây luôn. Chả nào. Ngon mà. Vừa nóng này đâu nóng nha. Đem về nhà ông ngoại. Ông ngoại ông ăn cho con đi nha. Cây ngon cây không? Tôi nói cây đó. Mà không cây mấy nha. Rồi video mình xin kết thúc tại đây cả nhà ơi. Hẹn các chú chị video lần sau.